Thân ái chào các em. Chúng ta tiếp tục bài dãy số. Thế thì trong bài học trước thầy có trình bày cho các em một cái dấu hiệu để cho chúng ta thấy được một dãy số có hội tụ hay không. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái dấu hiệu đó. Đó chính là cái dấu hiệu nếu như một dãy số tăng và bị chặn trên thì nó sẽ hội tụ, hoặc ngược lại một dãy số giảm và bị chặn dưới thì nó cũng sẽ hội tụ. Thế hôm nay thì thầy muốn giới thiệu tiếp cho các em hai cái dãy số nữa được cho dưới cái hình thức một cái công thức truy hồi truy chứng, và cái cách thức chứng minh tăng giảm chặn trên chặn dưới nó cũng có một số chuyện nó hơi khác so với bài học trước, bởi để cho chúng ta thấy được cái một số những cái đường hướng chứng minh một cái dãy số tăng, một cái dãy số giảm và một cái dãy số bị chặn, cái cách thức chứng minh, cái phương pháp chứng minh nó như thế nào. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục sang đến cái ví dụ số 11. Ở bài vừa rồi thì nó nằm ở ví dụ số 10. Thế thì bây giờ thì chúng ta theo dõi một cái dãy số mà chúng ta người ta cho nó dưới một cái dạng là một cái dãy số truy chứng như thế này, tức là một cái dãy số xn với cái số hạng đầu tiên là dương, rồi có được cái kiểu cho như sau: xn cộng 1 bằng 1/2 xn cộng 1 chia xn, và chứng minh cái dãy số này của chúng ta hội tụ, đồng thời đi tìm cái giá trị của cái sự hội tụ đó, tức là đi tìm lim của xn. Thế thì chúng ta thấy ở đây nếu x1 là một con số xác định cụ thể rồi thì những con số từ x2, x3 vân vân trở đi cho đến xn của chúng ta hoàn toàn là được xác định, được cụ thể nhé. Rồi bây giờ thì trước tiên chúng ta thấy như sau. Chúng ta có được cái số hạng đầu tiên của chúng ta dương, cho nên đương nhiên x2 của chúng ta nó bằng 1/2 nhân cho x2 cộng 1 chia x2 cũng, xin lỗi, x2 bằng 1/2 nhân x1 cộng 1 chia x1 đương nhiên cũng dương. Do vậy mà x3 của chúng ta cũng dương, và chúng ta chỉ cần làm một cái phép quy nạp thì chúng ta có được ngay xn của chúng ta dương với mọi n thuộc n lớn. Và chuyện chứng minh quy nạp này là không khó. Do vậy mà chúng ta có được cái nhận xét đầu tiên, đó là dãy số của chúng ta là một dãy số bị chặn dưới. Mà khi nó bị chặn dưới như vậy thì chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng dãy số của chúng ta sẽ là dãy số giảm. Và chuyện đó là chuyện hy vọng thôi, chúng ta đoán như vậy thôi. Rồi bây giờ như vậy thì làm sao để chứng tỏ giảm? Thế thì chúng ta bắt đầu khởi sự từ cái xn cộng 1, và để bài cho bằng 1/2 nhân cho xn cộng 1 chia cho xn. Thế thì trước tiên để mà xem thử coi nó tăng hay giảm như thế nào đó, thì chúng ta xem thử cái nhận xét sau đây. Thế thì chúng ta có như thế này: xn của chúng ta theo định nghĩa thì nó sẽ bằng 1/2 nhân cho xn trừ 1 cộng cho 1 chia xn trừ 1. Mà do xn của chúng ta là những số dương, do vậy xn trừ 1 và 1 chia xn trừ 1 là hai con số dương. Do vậy mà thầy chuẩn bị sử dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai cái con số dương này. Thế thì lúc này trung bình cộng sẽ lớn hơn hay bằng trung bình nhân, nghĩa là lớn hơn hay bằng 1/2, thầy viết lại, A cộng B lớn hơn hay bằng 2 lần căn A nhân B, tức là xn trừ 1 nhân cho 1 chia cho xn trừ 1. Đơn giản cho xn trừ 1 đi thì còn lại 1. 2 đơn giản đi cũng còn lại 1. Như vậy ta có bằng 1. Như vậy thì xn chúng ta quan sát thì chúng ta thấy lớn hơn hay bằng 1. Do vậy mà thầy thay cái 1 chia xn này nó là xn, thì ta xem thử coi ở đây là dấu gì. 1 chia xn đương nhiên là con số nhỏ hơn 1,
vì xn là lớn hơn 1 mà. Chúng ta thay một con số nhỏ hơn 1 bằng một con số lớn hơn 1 thì đương nhiên đây phải là dấu nhỏ hơn hoặc bằng. Và 1 phần 2 thầy viết lại. Thế rồi xn là thầy cũng viết lại ở đây. Vậy thì ở nguyên nhân nào mà chúng ta lại nghĩ đến cái bất đẳng thức Cauchy này để chúng ta làm là lý do sau đây các em. Chúng ta muốn biết tăng hay giảm, tức là ta phải so sánh cái xn là cộng 1 với lại xn. Cho nên ở đây thì xn là cộng cho 1 chia xn, thì thầy hy vọng thầy có thể thế cái 1 chia xn thành cái xn, thì thông qua cái nhận xét này thì chúng ta thấy ngay ở đây xn là cộng xn là bằng 2 lần xn rồi chia 2 thì nó tròn trịa cho chúng ta được bằng xn. Nó khá đẹp, chúng ta thu xếp bài toán rất tốt. Như vậy chúng ta có xn cộng 1 nhỏ hơn hay bằng xn. Do vậy mà đây là một cái dãy số giảm, bởi vì nó càng lớn, n nó càng lớn thì xn nó càng bé thì nó giảm thôi. Vậy thì chúng ta vừa mới đạt đến một cái kết quả như sau. Trước hết, dãy số của chúng ta vừa bị chặn dưới rồi lại vừa giảm, cho nên chúng ta có được kết luận dãy số của chúng ta là hội tụ. Như vậy thì đây cũng là một cái cách chúng ta chứng minh một cái dãy số tăng giảm bằng cái chặn bất đẳng thức. Thì trong bài học trước thì chúng ta cũng đã có những bài chúng ta sử dụng bất đẳng thức Cauchy để chúng ta chặn, nhưng mà ở đây chúng ta lại sử dụng một cái kiểu Cauchy cũng kiểu như vậy, chặn làm sao cho nó khéo. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp một cái ví dụ nữa mà cái việc chứng minh bị chặn và tăng giảm nó cũng hơi khác một chút. Thông qua cái ví dụ số 12 thì chúng ta, xin lỗi các em, là chúng ta còn có một ý nữa mà chúng ta chưa làm, đó là đi tìm lim của xn. Thế thì để đi tìm cái lim này, thế thì thầy nhắc lại cho một cái tính chất về giới hạn của dãy số như sau. Nếu ta có hai cái dãy số UN và VN, giả sử rằng UN của chúng ta hội tụ về A và VN của chúng ta hội tụ về B, thế thì khi đó chúng ta có được hai kết quả sau đây. Thứ nhất là giới hạn UN cộng trừ VN sẽ bằng A cộng B, tức là ta tách đã được thành hai cái lim. Hoặc và một cái tính chất nữa, đó là giới hạn của một cái hằng số K nào đó nhân cho UN thì nó sẽ bằng K nhân A. Hai cái tính chất giới hạn này để chúng ta đi tìm lim của xn là như sau. Thế thì do xn của chúng ta hội tụ, do vậy chúng ta hoàn toàn có quyền giả sử rằng xn của chúng ta hội tụ về một con số thực A hoàn toàn được xác định. Ở đây như vậy thì chúng ta chỉ cần tìm xem cái A này của chúng ta bằng bao nhiêu. Thế thì bây giờ giả thiết cho xn của chúng ta, xn cộng 1 bằng 1 phần 2 nhân cho xn cộng 1 chia xn. Do xn của chúng ta dần đến A, cho nên đương nhiên xn cộng 1 cũng sẽ dần đến A. Và chúng ta áp dụng cái tính chất giới hạn này thì ta thông qua lim của xn sẽ bằng lim của vế phải. Và lim của vế phải ta dùng hai cái tính chất này, ta tách ra như sau. K là hằng số ta đưa ra ngoài được, tức là 1 phần 2. Thế rồi bây giờ cái dãy số xn thì giả thiết cho, chúng ta vừa mới giả sử nó dần đến A. Và 1 chia xn của chúng ta thì nó dần đến 1 chia A. Như vậy thì chúng ta đã thu được một phương trình ẩn số là A. Và từ phương trình này quá dễ dàng cho ta giải để tìm được A của chúng ta bằng 1. Mà A bằng 1 thì có nghĩa là giới hạn lim của xn sẽ bằng 1 thôi. Tức là xn dần đến 1, hội tụ về 1. Như vậy thì chúng ta giải quyết xong cái ví dụ 11. Và bây giờ thì sang đến ví dụ 12. Và cái cách thức chứng minh tăng giảm và bị chặn nó cũng hơi, cũng có, chúng ta cũng tìm hiểu thêm một cái phương pháp nữa. Thế thì bây giờ chúng ta theo dõi đây. Thầy cũng cho dưới cái dạng một cái công thức truy chứng, truy hồi. Người ta cho cái dãy số xn với cái số hạng đầu tiên là căn 2.
Và xn là cộng 1 bằng căn của 2 cộng xn. Và chứng minh cái dãy số này của chúng ta hội tụ đồng thời đi tìm lim của xn. Thế thì bây giờ chúng ta nhận xét điều sau đây. Ta có được x2 theo đúng định nghĩa thì bằng căn bậc 2 của 2 cộng cho x1. Mà x1 của chúng ta thì lại bằng căn 2. Ta thay x1 bằng căn 2 vào đây thì ta có căn của 2 cộng cho căn 2. Thế thì rõ ràng cái con số căn 2 cộng cho căn 2 thì nó phải nhỏ hơn, xin lỗi thầy nhầm, lớn hơn chứ, lớn hơn con số căn 2. Đương nhiên phải không nào? Mà căn 2 thì nó lại là x1. Thế thì dựa vào cái nhận xét này, chúng ta thấy khởi đầu x2 của chúng ta lớn hơn x1. Như vậy thì chúng ta có quyền đoán được dãy số xn của chúng ta là một dãy số tan nhờ vào những cái số hạng ban đầu, một vài cái số hạng ban đầu ta thay những cái giá trị cụ thể n bằng 1, bằng 2, bằng 3 vân vân để ta xem cái quy luật của nó tăng hay giảm, để qua đó chúng ta có thể đoán được dãy số là tăng hay giảm. Thì ở đây cụ thể thầy tính x2 và thầy so sánh với x1 thì chúng ta thấy x2 rõ ràng lớn hơn x1 rồi. Vậy chúng ta có quyền hy vọng nó là dãy số tăng bằng cái phương pháp truy chứng. Để chứng tỏ được cái dự đoán của chúng ta là đúng thì thầy dùng cái phương pháp chứng minh quy nạp. Như vậy thì trước mắt quy nạp của chúng ta thì chúng ta đã thấy đúng đối với cái trường hợp ban đầu, đó là x2 đã lớn hơn x1 rồi. Và chúng ta giả sử rằng nó đúng cho đến giá trị n, nghĩa là xn của chúng ta lớn hơn xn-1. Vậy thì vấn đề còn lại chúng ta chỉ cần chứng minh lấn thêm một đơn vị nữa, nghĩa là chúng ta phải chứng minh xn cộng 1 lớn hơn xn. Nếu mà có được điều đó xảy ra thì ta kết luận được xn lớn hơn xn-1 đúng với mọi n là số tự nhiên. Đó là cái cách thức chứng minh quy nạp. Như vậy thì bây giờ chúng ta chuẩn bị chứng minh cái điều mà thầy vừa mới nói như sau. Chúng ta bắt đầu có khởi đầu từ cái hiệu số xn cộng 1 bình phương trừ cho xn bình phương. Tại sao chúng ta lại nghĩ đến cái hiệu số này? Sở dĩ chúng ta nghĩ đến hiệu số này để chúng ta phải sử dụng cái giả thiết quy nạp, đó là xn là lớn hơn xn-1. Mà để làm sao sử dụng được cái giả thiết này thì chúng ta nghĩ đến cái hiệu số này để chúng ta làm. Mà nó còn thêm một cái lợi nữa là trong cái công thức truy hồi của đề bài thì xn là cộng 1 giả thiết cho giữ dạng căn. Do vậy ta bình phương thì căn nó mất, nó cũng có cái lợi đó nữa. Như vậy thì bây giờ ta xem thử coi, chúng ta tính toán một chút nhé. Bằng này, xn cộng 1 lũy thừa 2 thì rõ ràng mất căn rồi, còn lại là 2 cộng cho xn. Thế rồi trừ cho xn bình phương thì xn của chúng ta là căn bậc 2 của 2 cộng cho xn-1 bình phương thì mất căn. Như vậy trong này chỉ còn lại là 2 cộng cho xn-1. Chúng ta đơn giản bớt cho 2 thì ở đây các em thu lại còn được xn trừ cho xn-1. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy, chúng ta vừa mới phân tích được cái hiệu số xn cộng 1 bình trừ cho xn bình bằng xn trừ cho xn-1. Vậy thì bây giờ với cái hiệu số này thì rõ ràng chúng ta sử dụng được cái giả thiết truy chứng của chúng ta đây, giả thiết quy nạp. Chúng ta có cái giả thiết quy nạp là xn lớn hơn xn-1. Do vậy mà hiệu số xn trừ cho xn-1 rõ ràng là một con số lớn hơn không? Như vậy thì ta suy ra xn-1 bình trừ xn bình phương tách ra thành hàng đẳng thức
thì chúng ta được xn là cộng 1 trừ xn nhân cho xn là cộng 1 cộng xn, nó phải lớn hơn không? Mà chúng ta lại thấy tiếp một điều sau đây. Rõ ràng là các cái dãy số xn là các cái số hạng xn của chúng ta đều dương cả. Bởi vì giả thiết cho x1 bằng căn 2 dương thì đương nhiên x2 của chúng ta cũng dương, đương nhiên x3 dương, vân vân cho đến xn là đương nhiên dương. Và để làm công việc đó thì chúng ta dùng quy nạp không khó. Cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng cái tổng số xn là cộng 1 cộng cho xn là một số dương. Một số dương cho nên xn là cộng 1 trừ xn cũng dương, nghĩa là ta có xn là cộng 1 phải lớn hơn xn. Do vậy mà chúng ta thấy trước hết x2 đã lớn hơn x1, chúng ta chứng minh được. Tiếp đó chúng ta giả sử rằng xn là lớn hơn xn là trừ 1. Và ta vừa mới chứng minh được khi đó thì xn là cộng 1 cũng lớn hơn xn. Mà nếu khi xn là cộng 1 lớn hơn xn rồi thì ta lại tiếp tục chứng minh nữa cái kiểu vừa rồi, thì ta lại nâng tiếp lên được xn là cộng 2 lớn hơn xn là cộng 1, vân vân. Do vậy mà theo cái nguyên lý quy nạp, ta kết luận được điều sau đây. Đó là xn là lớn hơn xn là trừ 1, điều này là đúng với mọi n là số tự nhiên. Do vậy ta có được dãy số xn là dãy số tăng. Đúng chưa nào? Rồi, tại vì càng lớn thì nó cái n càng lớn thì dãy cái số hạng nó càng lớn, nó tăng. Mà khi nó tăng rồi thì ta sẽ cố gắng chứng minh đây là một cái dãy số bị chặn trên. Và để chứng minh nó bị chặn trên, thầy cũng tiếp tục sử dụng cái nguyên lý quy nạp để thầy chứng minh. Thế thì chúng ta thấy như sau. Chúng ta có được cái x1 của chúng ta nó bằng căn 2. Thế thì rõ ràng căn 2 nó bé hơn cái con số này. Đó là căn 2 cộng 1. Chuyện quá dễ. Như vậy thì chúng ta thấy đầu tiên x1 nhỏ hơn căn 2 cộng 1. Và thầy hy vọng rằng tất cả các số hạng xn của dãy cũng đều nhỏ hơn căn 2 cộng 1. Vậy muốn làm được điều đó, chúng ta xem, chúng ta dự đoán điều đó thì chúng ta dùng quy nạp thôi. Bằng cách là chúng ta giả sử tiếp xn của chúng ta nhỏ hơn căn 2 cộng 1. Đây là cái giả thiết quy nạp. Và để khẳng định cái điều này đúng thì chúng ta phải chứng minh tiếp xn cộng 1 cũng nhỏ hơn con số căn 2 cộng 1 nữa. Và chúng ta giải quyết điều đó như sau. Chúng ta có từ giả thiết xn cộng 1 bằng căn 2 cộng cho xn. Và vừa rồi thì chúng ta dựa vào cái giả thiết quy nạp này, chúng ta có được xn nhỏ hơn căn 2 cộng 1. Như vậy ta thay vào đây thì ta có nhỏ hơn căn của 2. Xn là nhỏ hơn căn 2 cộng 1 đây. Thấy nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta quan sát cái chuyện này. Bây giờ cùng với thầy thu xếp làm sao để cho cái con số căn của 2 cộng căn 2 cộng 1 này nó ra đúng được con số căn 2 cộng 1, thì lúc đó ta mới chứng minh xong. Bằng cách sau đây. Cái căn thầy viết lại, con số 2 thầy cũng viết lại, con số 1 đây thầy cũng viết lại. Vậy làm cách nào để cho nó ra được con số căn 2 cộng 1? Thì ở đây cái căn 2 thầy thay nó là 2 nhân cho căn 2. Để có 2 cộng 2 căn 2 cộng 1 đưa về hàng đẳng thức được. Như vậy căn 2 mà được thay bằng 2 căn 2 thì đương nhiên cái căn ở trên nó phải nhỏ hơn cái căn ở dưới. Và rõ ràng 2 cộng 2 căn 2 cộng 1 đưa về được hàng đẳng thức. Căn 2 cộng 1 tất cả bình phương. Đem ra ngoài căn thì ta ra được là gì? Căn 2 cộng 1. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta thấy một điều sau đây. Trước hết, chúng ta đã chứng minh được x1 nhỏ hơn căn 2 cộng 1. Tiếp đó chúng ta giả sử xn là cũng nhỏ hơn căn 2 cộng 1. Và sau cùng chúng ta vừa chứng minh được
xn cộng 1 cũng nhỏ hơn căn 2 cộng 1. Vậy theo nguyên lý quy nạp, chúng ta kết luận được xn nhỏ hơn căn 2 cộng 1 với mọi n là số tự nhiên. Nghĩa là dãy số xn của chúng ta là một dãy số bị chặn trên. Vậy thì chúng ta thấy dãy số của chúng ta vừa tăng lại vừa bị chặn trên. Do vậy mà dãy số của chúng ta là dãy số hội tụ. À, như vậy thì thầy vừa mới chấm dứt cho các em xong cái ví dụ 12, cũng là cái ví dụ cuối cùng để mà thầy muốn nói cho các em một cái dấu hiệu của sự hội tụ của dãy. Đó là một dãy số tăng bị chặn trên thì hội tụ, giảm bị chặn dưới thì cũng hội tụ. Thế thì bây giờ thì thầy muốn thêm cho các em một số những cái dấu hiệu của sự hội tụ nữa bằng một cái tiêu chuẩn khác, nó gọi là cái tiêu chuẩn Cauchy, hay nó còn gọi là một cái dãy Cauchy. Như vậy thì bây giờ chúng ta xem thử có một cái dãy Cauchy đó người ta định nghĩa như thế nào. Thế thì người ta cho như sau. Xin lỗi thầy, còn thêm một cái phần tìm lim nữa mà chúng ta cứ quên hoài cái chuyện này. Ta có được cái kiểu sau đây, lim của UN là bằng A. Thế thì với UN là dương thì lúc này chúng ta có lim của căn UN là sẽ bằng căn A. Nhanh chóng để chúng ta qua lên cái dãy số Cauchy. Giả sử rằng lim của XN là bằng A, bởi vì XN là hội tụ mà, cho nên ta hoàn toàn có quyền giả sử nó bằng A một cách nhanh chóng nhé. Như vậy ta có XN là cộng 1 bằng căn của 2 cộng XN. Như vậy thì do xn là hội tụ cho nên dãy số xn là cộng 1 cũng hội tụ về A. Và ta áp dụng công thức này ta được dãy số này hội tụ về căn của 2 cộng A. Và từ phương trình này cho ta giải nhanh chóng đó là A bằng 2. Có nghĩa là lim của xn là bằng 2. Rồi bây giờ ta xem cái dãy số Cauchy như thế nào. Thế thì người ta gọi một cái dãy số xn gọi là một dãy Cauchy nếu như với mọi epsilon dương. Và chúng ta bao giờ cũng tìm ra được một cái số tự nhiên hoặc số thực cũng được, n 0 dương, để sao cho với mọi hai số tự nhiên tùy ý lớn hơn cái số n 0 đó kéo theo được trị tuyệt đối của xm trừ xn là nhỏ hơn epsilon. Và chúng ta có một cái định lý rất tốt như sau. Đó là nếu như dãy số xn của chúng ta mà hội tụ thì cái dãy số xn đó chính là dãy số Cauchy. À, như vậy thì chúng ta lại có thêm một cái mệnh đề nữa. Đó là nếu mà cái dãy số của chúng ta hội tụ thì chúng ta chứng minh cái dãy số đó là Cauchy, hoặc ngược lại một dãy số Cauchy thì nó hội tụ. À, như vậy thì chúng ta có quyền tương đương tiếp với lại cái điều này. À, đây là một cái dấu hiệu cho chúng ta biết sự hội tụ. Thêm một lần nữa, đó là cái tiêu chuẩn Cauchy. Thế thì bây giờ thực tế là như thế này. Cái n 0 thì đương nhiên nó phụ thuộc cái epsilon rồi. Thế rồi bây giờ ta phải chứng minh là mới với mọi cái hai số tùy ý lớn hơn n là 0 thì trị tuyệt đối xn mà trừ xn là nhỏ hơn epsilon. Thế thì bây giờ làm sao để diễn tả hai cái số tùy ý lớn hơn n là 0 này? Thì thật sự ra thì chúng ta chỉ cần đi diễn tả hai số m và n, thấy khó, nhiều khi nó khó khăn. Cho nên thầy sẽ diễn tả như thế này này. Thầy bôi cái m nhỏ này đi. Thầy cho nó là cái chữ n cộng p. P phở đương nhiên là số tự nhiên. Thế thì rõ ràng nếu mà n lớn hơn n 0 thì n cộng p cũng phải lớn hơn n 0. Như vậy ta chả cần cái chữ m này nữa. Thầy bôi luôn cái chữ m này luôn. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái tiêu chuẩn Cauchy thì chúng ta thấy nó đỡ rối hơn. Nói tóm lại, với mọi epsilon dương
chúng ta cố gắng tìm ra một cái số N0 phụ thuộc vào epsilon. Để với mọi n lớn hơn N0 thì trị tuyệt đối của xn cộng p, dĩ nhiên p là số tự nhiên nhé, trừ cho xn cũng nhỏ hơn epsilon. Đó, thì lúc đó dãy số của chúng ta nó hội tụ. Đây là một cái dấu hiệu để nhận ra thực sự hội tụ. Và chúng ta xem một cái ví dụ thứ nhất của cái dãy Cauchy như sau. Chẳng hạn là đề bài yêu cầu để chúng ta chứng minh cái dãy số xn được cho bởi số hạng tổng quát xn là bằng sin 1 chia 1 bình phương cộng sin 2 chia 2 bình phương cộng vân vân cho đến cộng cho sin n chia n bình phương hội tụ. Thế rồi bây giờ thì thầy sẽ sử dụng cái tiêu chuẩn Cauchy nhé, bằng cách là chúng ta sẽ bắt đầu khởi sự xét từ cái trị tuyệt đối này, xn cộng p trừ cho xn, để ta ước lượng như thế nào cho nhỏ hơn epsilon. Rồi thông qua cái ước lượng nhỏ hơn epsilon đó, chúng ta nhận ra được cái giá trị n0 cần tìm. Thế chúng ta tính nhé. Đầu tiên, xn cộng p chúng ta thấy theo giả thiết cho nó chính là bằng x1 chia 1 dai thừa cộng y cộng x2 chia 2 bình phương cộng vân vân cộng cho đến xn chia n bình phương. Chưa hết, đến n cộng p mới hết. Như vậy đến n rồi, chúng ta lại tiếp tục thêm một đơn vị nữa, đó là xn cộng 1 chia n cộng 1 bình phương. Vậy thì vân vân cho đến số cuối cùng của chúng ta là sin n cộng b chia cho n cộng b bình phương thì mới chấm dứt được cái số hạng xn cộng b. Thế rồi trừ cho xn của chúng ta đây, giả thiết cho, thì chúng ta viết lại cái đề bài ra thôi. Và chúng ta thấy rằng như vậy thì trị tuyệt đối đóng lại nhé, chúng ta thấy chỗ này từ sin 1 cho đến sin n, ở đây cũng có từ sin 1 cho đến sin n, ta trừ đi cho nhau thì nó hết rồi. Như vậy thì nó chỉ còn lại chúng ta từ khúc này đến khúc này. Như vậy nó bằng trị tuyệt đối của xn cộng 1 chia n cộng 1 bình phương nhân hoài cho đến số cuối cùng là xn sin n cộng b chia n cộng b bình phương. Thế bây giờ ta chuẩn bị ước lượng cái chỗ này nhé, ta sang trang mới cho em ghi nhận cho thầy cái kết quả trị tuyệt đối xn cộng b trừ cho xn là bằng kết quả này. Rồi. Bây giờ thì chúng ta thấy như thế này, trị tuyệt đối của a cộng b cộng c vân vân sẽ nhỏ hơn hay bằng trị tuyệt đối của a cộng trị tuyệt đối của b cộng trị tuyệt đối của c vân vân, cái bất đẳng thức trong cái trị tuyệt đối. Thế thì chúng ta lại thấy tiếp một điều sau đây nữa là trị tuyệt đối của sin n cộng 1 rõ ràng bé hơn 1. Nhỏ hơn 1 cho nên ta thấy nó sẽ nhỏ hơn 1 chia n cộng 1 tất cả bình phương. Lẽ ra có dấu trị tuyệt đối. Nhưng do số này của chúng ta dược cho nên trị tuyệt đối bằng chính nó. À, như vậy một cách tương tự như thế, ví dụ như ta lấn đến cái số hạng thứ hai đó là n cộng 2. Thì ta có 1 chia cho n cộng 2 bình phương. Bởi vì sin của n cộng 2 nhỏ hơn 1. Cho đến số cuối cùng của chúng ta đó là sin của n cộng p. Trị tuyệt đối cũng nhỏ hơn 1. Do vậy ta có nhỏ hơn 1 chia n cộng p tất cả bình phương. Rồi nhé. Như vậy thì chúng ta có được cái trị tuyệt đối này. Ta đã ước lượng nhỏ nên bằng cái này rồi. Và vẫn chưa đẹp, nếu ở đây ta dừng lại và ta cho nhỏ hơn epsilon ngay để rồi đi tìm cái n0, đi tìm cái n này quả thực là khó. Vậy thì bây giờ ước lượng làm sao để mất đi cái chữ p phở này, để nó chỉ còn lại cái chữ n. Thế thì bây giờ chúng ta lại có một cái nhận xét nữa như thế này. Các em coi cái số 1 chia n cộng 1 tất cả bình, so sánh nó với con số 1 chia n nhân n cộng 1 thì cái phân số nào nhỏ hơn. Ta thấy ở đây n cộng 1 bình phương nghĩa là n cộng 1 nhân n cộng 1. Và ta đã thay một cái thừa số n cộng 1 bằng n rồi.
mà n cộng 1 thì lớn hơn n. Như vậy ta nghịch đảo lên thì đương nhiên nó phải nhỏ hơn. Đúng không? Một cách tương tự ta làm cho cái tỷ số 1 chia n cộng 2 tất cả bình. Nó cũng sẽ phải nhỏ hơn 1 chia cho n cộng 1 nhân n cộng 2. Chẳng qua là ta đã thay một cái thừa số n cộng 2 thành cái n cộng 1. Vân vân cho đến con số cuối cùng cũng thế. Ta đã thay cái thừa số n cộng p bằng cái thừa số n cộng p trừ đi 1. Thì đương nhiên nghịch đảo thì cái số này nó phải bé hơn. Cái phân số này bé hơn. Rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta lại thấy có một cái điều khá thú vị là cái 1 chia n nhân n cộng 1. Cái phân số này nó khá quen. Chúng ta tách ra được thành 1 chia cho n trừ cho 1 chia cho n cộng 1. Chúng ta quy đồng mẫu số lên thì chúng ta đã nhận ra được ngay nó bằng. Một cách tương tự như vậy, chúng ta phân tích cái tỷ số thứ hai này. Nó sẽ bằng 1 chia cho n cộng 1 trừ cho 1 chia n cộng 2. Vân vân. Cho đến cái tỷ số cuối cùng, chúng ta cũng tách ra được thành 1 chia n cộng p trừ 1 trừ cho 1 chia n cộng p. À như vậy thì bây giờ chúng ta lại quan sát tiếp một cái dòng này nữa. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đơn giản được rất nhiều. Trừ 1 chia n cộng 1 đơn giản được cho 1 chia n cộng 1. Thì dĩ nhiên cái trừ 1 chia n cộng 2 này cũng sẽ có cái số đứng đây để đơn giản được cho nó. Như vậy ta đơn giản được cho cái con số 1 chia n cộng 2. Và 1 chia n cộng b trừ 1 chắc chắn cũng sẽ có số đứng trước nó để có được cái trừ 1 chia n cộng b trừ 1. Như vậy ta cũng đơn giản tiếp được luôn. Thế thì cuối cùng chúng ta chỉ còn thu lại được đó là 1 trên n trừ cho 1 chia n cộng p. Rồi vẫn còn có chữ p. Nếu ở đây thầy cho nhỏ hơn epsilon thì cái việc chúng ta xác định cái n0 không thuận lợi và khó. Các em lại thấy tiếp một điều nữa. 1 chia n cộng p rõ ràng là một con số dương. Như vậy thì 1 chia n trừ cho một con số dương thì đương nhiên nó nhỏ hơn là 1 trên n. À, như vậy thì chúng ta thấy trị tuyệt đối của xn cộng p trừ xn là nhỏ hơn 1 trên n. Khá đẹp, khá tốt. Và nó không còn chữ p. Và ngay cả cái n của chúng ta cũng rất gọn. Do vậy mà chúng ta có thể chặn nó bằng cách cho nó nhỏ hơn epsilon ở đây. Thì cái việc chúng ta đi tìm cái n0 là hết khó. Chúng ta qua trang mới. Như vậy thì bây giờ chúng ta ép cho cái trị tuyệt đối của xn cộng p trừ xn nhỏ hơn epsilon. Từ đó chúng ta ước được được cái n0. Thầy ép cho nó nhỏ hơn epsilon. Thế do n của chúng ta số dương, epsilon cũng là số dương. Chúng ta nghịch đảo lên, bất đẳng thức đổi chiều. Nghĩa là n sẽ lớn hơn 1 chia epsilon. Đây các em nhìn, n lớn hơn n0. Ở đây n lớn hơn 1 chia epsilon. Thì chúng ta ước được được cái 1 chia epsilon này chính là n0. Vậy ta thay cái epsilon này với một epsilon dương, ta thay cái n0 này bằng con số 1 chia epsilon. Ta tìm ra được một con số là 1 chia epsilon. Để khi n lớn hơn cái n0 này thì rõ ràng ta dẫn đến được cái trị tuyệt đối của xn cộng p trừ xn là nhỏ epsilon đây. Ngược trở lại ta có được cái này. Do vậy mà ta kết luận được cái dãy số xn là hội tụ. À, thế thì đó là một cái dấu hiệu để cho chúng ta nhận ra được một cái dãy số là hội tụ các em. Bây giờ cũng nhờ vào cái dãy Cauchy đó
để thầy chứng minh được một cái dãy số phần thì cũng dựa vào cái tiêu chuẩn Cauchy, nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ hơi khó một chút. Thế thì chúng ta xem tiếp một cái ví dụ nữa của cái dãy Cauchy nhé. Đó là chứng minh cái dãy số xn là được cho bởi số hạng tổng quát xn là bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng vân vân cộng cho đến 1 chia n. Đây là một dãy số phân kỳ. Thế rồi bây giờ thì xin nhắc lại cái dãy Cauchy. Đó là chúng ta có với một epsilon dương, bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái n 0 dương để có hai số n và m lớn hơn n 0 dẫn đến trị tuyệt đối xn trừ xm mà nhỏ hơn epsilon. Thế bây giờ đây là hội tụ thì nó trở thành dãy Cauchy. Mà dãy Cauchy thì được định nghĩa như thế này. Như vậy thì ngược lại một cái dãy số phân kỳ thì nó như thế nào? Vậy chúng ta hãy xem. Chúng ta chỉ cần lấy cái phủ định của cái mệnh đề này thì chúng ta ra được phân kỳ. Thế thì bây giờ với mọi epsilon dương thì phủ định của nó là chúng ta cố đi tìm ra được một cái số dương epsilon nào đó. Rồi thay vì tồn tại cái số n0 dương thì ta có với mọi n0 dương. Và ta sẽ chứng minh tiếp là có hai cái số n và m lớn hơn n0 phủ định của với mọi là tồn tại. Để dẫn đến trị tuyệt đối xn trừ xm thay vì nhỏ hơn epsilon thì phủ định của nó phải lớn hơn epsilon. Đúng chưa nào? Đấy, đây là cái hình ảnh của một cái mệnh đề chứng tỏ một cái dãy số phân kỳ bằng cách chúng ta phủ định cái mệnh đề của hội tụ. Rồi. Thế thì chúng ta theo dõi nha. Cái khó của chúng ta như thế này. Đó là chúng ta đi chọn cái n này và cái m này như thế nào để có được cái trị tuyệt đối xn trừ cho xm mà lớn hơn cái epsilon này, là một con số dương cố định, một con chứ không phải với nhiều epsilon đâu nhé. Mà cái tồn tại này nó đứng trước cái với mọi, đương nhiên cái n và m này nó sẽ phụ thuộc vào cái n0 tùy ý này. Đó. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta xem chọn n và m như thế nào nhỉ? Chúng ta cứ quan sát cái bài giảng của chúng ta như thế này, cái bài giảng của chúng ta như thế này. Trước hết thầy bắt đầu khởi sự từ đây để thầy xem thử coi cái, thầy đoán xem thử coi cái epsilon của chúng ta nó là số mấy, nó là số nào. Bằng cách là chúng ta xét như sau: trị tuyệt đối của x2m trừ cho xm. Thầy viết lại nó sẽ bằng trị tuyệt đối của thay thế của đây thôi. Vậy x2m sẽ bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng vân vân cộng cho đến xm rồi cộng tiếp cho đến xm cộng 1 cộng hoài cho đến x2m 1 chia 2m rồi đến trừ cho xm thì ở đây rồi, nó chính là từ 1, 1 phần 2 cho đến 1 trên m nữa. Và ta đơn giản đi cho hết thì lúc này chúng ta còn lại là 1 chia m cộng 1 cộng 1 chia m cộng 2 cộng vân vân cho đến 1 chia cho 2m. Và lúc này thì chúng ta thấy cái chỗ này của chúng ta thì rõ ràng là nó sẽ phải lớn hơn 1 chia 2m, tức là ta thay số 1 bằng chữ m. Vân vân chỗ này cũng vậy, ta thay số 2 là chữ m thì nó phải lớn hơn vân vân cho đến chỗ này. Và ở đây có tổng cộng là m lần số 1 chia 2m mà cộng lại thì đương nhiên nó phải bằng 1 phần 2. Như vậy ta thấy rằng cái trị tuyệt đối này lớn hơn 1 phần 2, cho nên chúng ta sẽ tìm ra được cái số 1 phần 2. Vậy thì với n lớn hơn n0 thì cái m nhỏ này ta chọn như sau là n0 cộng 1 thì rõ ràng lớn hơn n0. Và cái n này ta cứ thấy quy luật 2m rồi m thì bao giờ cái trị tuyệt đối của nó cũng lớn hơn 1 phần 2. Như vậy thì cái n ta chọn luôn là 2 lần m nhỏ, tức là 2 lần n0 cộng 1
cũng lớn hơn n 0 thì rõ ràng dẫn đến được cái trị tuyệt đối này lớn hơn 1/2. Nghĩa là cái dãy số của chúng ta là dãy số phân kỳ nhé. Thế thì bài học của chúng ta đến đây thì chấm dứt. Hôm nay thầy giới thiệu thêm cho một cái dấu hiệu để nhận ra sự hội tụ, đó là dãy Cauchy. Thầy thân ái chào các em.